Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Nhất Nam Dương. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh giang mai là một trong số những bệnh lây truyền qua đường tình dục đáng sợ nhất, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Nếu không được chăm sóc y tế kịp thời thì người bệnh có thể gặp phải nhiều biến chứng nguy hiểm. Vậy nguyên nhân gây ra bệnh giang mai là gì? Và đường lây và dấu hiệu nhận biết bệnh giang mai là như thế nào? Thì hãy theo dõi video sau hiểu rõ hơn về vấn đề này. 1. Bệnh giang mai là gì? Bệnh giang mai là một bệnh nhiễm khuẩn do xoắn khuẩn gây ra. Vi khuẩn giang mai xâm nhập trực tiếp vào cơ thể khi quan hệ không được bảo vệ, đường âm đạo, hậu môn hay là miệng, qua các vết xước trên da và niêm mạc khi tiếp xúc với dịch tiết từ tổn thương giang mai. Xoắn khuẩn giang mai còn có thể lây truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ bào thai từ tháng 4 trở đi, do xoắn khuẩn này xâm nhập máu thai nhi qua dây rốn. Do cấu tạo của bộ phận sinh dục ở dạng mở mà người phụ nữ dễ bị lây nhiễm các bệnh tình dục hơn nam giới. Bất kể là bệnh giang mai là của nữ giới, nếu không được điều trị kịp thời rất có thể gây nên những tổn thương hại đến tất cả các bộ phận trong cơ thể như là viêm loét bộ phận sinh dục, phát ban ngoài da, đau nhức cơ xương và thậm chí là gây ảnh hưởng đến nội tạng. Thứ hai, thì nguyên nhân của bệnh giang mai là gì? Tác nhân gây bệnh là xoắn khuẩn giang mai. Xoắn khuẩn này có hình lò xo, bao gồm từ 6 đến 14 vòng xoắn. Sức đề kháng của xoắn khuẩn này rất yếu, ra khỏi cơ thể nó giống như là được không quá vài giờ. Trong nước đá thì nó vẫn giữ được tính di động rất lâu ở nhiệt độ 45 độ C và nó sẽ bị chết sau 30 phút. Các chất sát khuẩn, xà phòng có thể diệt được xoắn khuẩn này trong vài phút. Thứ ba là các dấu hiệu và triệu chứng. Dấu hiệu và triệu chứng của bệnh giang mai xảy ra trong 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất, đây là thời kỳ ủ bệnh, thường kéo dài khoảng 3 tuần. Sau đó khi qua thời gian ủ bệnh thì bệnh sẽ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của săng và hạch. Săng giang mai là một vết chợt nông, hình tròn hay là bầu dục, không có giờ nổi cao, kích thước khoảng 0,5-2cm, giới hạn rõ và đều đặn, đáy sạch, màu đỏ như thịt tươi, nền cứng, vì vậy gọi là săng cứng và hạp bóp không đau. Săng giang mai thường gặp nhất là ở niêm mạc sinh dục. Ở nữ giới sẽ hay gặp ở môi lớn, môi bé và mép âm hộ. Ở nam giới hay gặp ở quy đầu, miệng sáo, bìu và dương vật. Ngoài ra, săng giang mai có thể gặp ở miệng, môi và lưỡi. Hạch sẽ xuất hiện từ 5 đến 6 ngày sau khi có săng. Hạch vùng bẹn, sưng to và thành chùm, trong đó có một hạch to nhất gọi là hạch chúa. Thời kỳ thứ hai chính là giai đoạn 45 ngày sau khi có săng giang mai và có thể kéo dài đến 2 đến 3 năm. Xuất hiện các tổn thương da và niêm mạc nhưng khi lành thì thường không để lại sẹo. Xoắn khuẩn giang mai dễ gây nhiễm trùng huyết với các triệu chứng nóng sốt và nổi hạch. Thời kỳ này thường có các biểu hiện lâm sàng như là các rát đỏ hồng rải rác ở thân mình này, sẩn giang mai với nhiều hình thái đa dạng như sẩn màu đỏ hồng thâm nhiễm và có thể có viền vẩy xung quanh. Sẩn giang mai dạng vảy nến, dạng trứng cá và sẩn hoạt tử, sẩn phì đại thường hay gặp ở hậu môn và sinh dục, viêm hạch lan tỏa và bị rụng tóc kiểu rừng thưa. Thời kỳ thứ ba chính là xuất hiện thường từ 5, 10, 15 năm sau khi có săng với các triệu chứng như săng thương sâu, gồm ở da, xương, nội tạng, tim mạch và thần kinh. Ở giai đoạn này thì người bệnh ít có khả năng lây nhiễm cho bạn tình vì xoắn khuẩn đã xâm nhập vào khu trú và phủ tạng, không còn ở da và niêm mạc nữa. Chú ý rằng giữa thời kỳ thứ nhất đến thời kỳ thứ hai, giữa thời kỳ thứ hai đến thời kỳ thứ ba, bệnh có thể không có các triệu chứng lâm sàng. Đó là giang mai kín và được phát hiện chỉ khi nhờ phát hiện huyết thanh. Thứ tư chính là biến chứng của giang mai. Bệnh giang mai có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm như là xoắn khuẩn. Giang mai có thể gây tổn thương tất cả các cơ quan quan trọng trong cơ thể. Bệnh giang mai tác động xấu đến da, niêm mạc, mắt, đến các cơ quan nội tạng như gan, tim mạch và thần kinh. Bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như là viêm động mạch chủ, phình động mạch chủ, bại liệt toàn thân và rối loạn tâm thần, viêm gan. Giang mai bẩm sinh có thể gây tử vong cho thai nhi hoặc là dị dạng thai sau khi sinh. Thứ năm thì là bệnh giang mai lây qua đường nào? Xoắn khuẩn giang mai thường có nhiều trong các tổn thương như là săng, mảng, niêm mạc và hạch. Vì vậy bệnh rất dễ lây lan nếu quan hệ tình dục không an toàn với người bệnh. Bệnh lây truyền mạnh nhất là thời kỳ 1 và thời kỳ 2 khi các thương tổn da và niêm mạc chứa nhiều xoắn khuẩn giang mai. Bệnh chủ yếu lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn. Xoắn khuẩn xâm nhập qua da niêm mạc của bộ phận sinh dục ít nhiều bị xây sát khi quan hệ tình dục sẽ gây bệnh tại chỗ, đi vào máu và lan truyền khắp cơ thể. Các yếu tố làm tăng nguy cơ lây lan là bị nhiễm HIV/AIDS, bị các bệnh hay là tổn thương ở bộ phận sinh dục, có hành vi tình dục không bảo vệ. Bệnh giang mai có thể lây là do truyền máu này và gián tiếp qua các đồ dùng vật dụng bị nhiễm bẩn.
Thứ sáu là phòng chống bệnh giang mai như thế nào? Xây dựng lối sống lành mạnh, chung thủy một vợ một chồng, thực hiện hành vi tình dục an toàn, có biện pháp bảo vệ như là sử dụng bao cao su. Để phòng tránh giang mai bẩm sinh, cần phải phát hiện kịp thời và điều trị cho người mẹ nếu bị bệnh trong khi mang thai. Cần làm các phản ứng huyết thanh một cách có hệ thống cho tất cả các chị em phụ nữ có thai. Khi phát hiện bị bệnh, cần đến các cơ sở y tế khám và điều trị ngay, không được tự ý mua thuốc điều trị. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài thông tin trên thì hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn đến sản phẩm an toàn nhí nhất Nam Dương. Với 100% thảo dược thiên nhiên cùng những công dụng tuyệt vời, nhí Nam Dương được xem là khắc tinh của sinh lý yếu và xuất tinh sớm. Sản phẩm này được bán với giá dao động khoảng 750.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Nhí Nam Dương là sản phẩm được bình chọn nằm trong top các loại thuốc kéo dài thời gian quan hệ cho nam giới tốt nhất hiện nay dòng người tiêu dùng bình chọn. Sản phẩm được nghiên cứu phát triển dựa trên tiêu chuẩn nguồn gốc dược liệu thiên nhiên để mang đến sự an toàn lành tính cho người dùng. Với sự kết hoàn hảo giữa các thảo dược dâm dương hoắc, bạch tật lê, lộc nhung, ngài tằm đực và nhục thương dung, sản phẩm chỉ hỗ trợ tốt cho sức khỏe sinh lý nam giới, tăng cường sinh lý phái mạnh mà còn đảm bảo nguồn gốc 100% tự nhiên để ngăn ngừa các biến chứng và tác dụng phụ. Vậy nhí Nam Dương mua ở đâu? Các bạn có thể mua qua hotline hoặc Zalo số 0344045117 để tư vấn kỹ hơn về sản phẩm như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.